13 chi tiết đắt giá chưa từng được kể trong phim bom tấn của Harry và Meghan. Hiện các thành viên Hoàng gia Anh vẫn chưa lên tiếng về bộ phim tài liệu hay có động thái phản ứng về những điều vợ chồng công tước xứ Sussex tuyên bố. Ngày 8 tháng 12, đầu bộ phim tài liệu mang tên Harry and Meghan của vợ chồng công tước xứ Sussex đã ra mắt khán giả. Ngay lập tức, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng khắp nơi trên thế giới và cả giới truyền thông. Trước đó, đoạn trailer ngắn chỉ 1 phút cũng đã làm xôn xao dư luận. Đã có những ý kiến trái chiều được đưa ra, những người ủng hộ tỏ ra đồng cảm với vương tử Harry và Meghan, trong khi số khác lại cho rằng cặp đôi đang diễn show, đồng thời chỉ ra những chi tiết không đúng sự thật, chẳng hạn như những bức ảnh xuất hiện trong video trailer. Tờ Daily Mail đã tóm tắt lại nội dung của 3 tập đầu trong bộ phim tài liệu gồm 6 phần để độc giả có cái nhìn bao quát về những điều Harry và Meghan muốn giải bày. Dưới đây là 13 chi tiết đắt giá chưa từng được kể trước đây đã được tiết lộ bởi Harry và Meghan. Hiện các thành viên Hoàng gia Anh vẫn chưa lên tiếng về bộ phim hay có động thái phản ứng về những điều vợ chồng công tước xứ Sussex tuyên bố. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, các nguồn tin cho biết vua Charles đệ tam và thần vương William sẵn sàng đưa ra phản hồi nhanh chóng và mạnh mẽ đối với bất kỳ tuyên bố không đúng nào. Thứ nhất, Harry tuyên bố phải từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia để bảo vệ Meghan. Trong bộ phim tài liệu phát sóng trực tuyến hôm 8 tháng 12, công tước xứ Sussex tuyên bố anh phải từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia để bảo vệ vợ mình. Ở những cảnh mở đầu của tập đầu tiên, Harry nhấn mạnh, đây không chỉ là câu chuyện của chúng tôi, không ai biết toàn bộ sự thật, chúng tôi biết tất cả sự thật và các phương tiện truyền thông biết sự thật bởi vì họ cũng tham gia. Tôi nghĩ bất kỳ ai khác trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm y hệt như vậy. Công tước cũng tuyên bố rằng vợ chồng anh đã ghi lại các tài liệu để chống lại cái gọi là thông tin sai lệch về mình. Thứ hai, Harry so sánh Meghan với mẹ mình là công nương Diana. Trong tập đầu tiên, Harry so sánh Meghan với người mẹ quá cố của mình, vương phi Diana. Anh nói, Meghan rất giống với mẹ tôi, cô ấy cũng có lòng trắc ẩn, cô ấy có cùng sự đồng cảm, cô ấy có sự tự tin, cô ấy có sự ấm áp. Tập 1 có cảnh hai anh em William và Harry hồi còn nhỏ cùng chơi piano với cha mẹ của họ, cùng cảnh phỏng vấn Diana nói về hai con trai. Thứ 3, Harry không có nhiều ký ức hồi còn nhỏ về mẹ. Công tước xứ Sussex cho biết anh không có nhiều ký ức hồi nhỏ về mẹ, công nương xứ Wales. Như thế, anh đã chặn những ký ức ấy bên trong mình. Vương phi Diana qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi Harry mới 12 tuổi. Nhưng trong bộ phim tài liệu Netflix mới của mình, công tước cho biết anh vẫn nhớ nụ cười của bà. Tuổi thơ của tôi nhớ, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập hạnh phúc và đầy phiêu lưu, anh nói. Harry cũng nói về trải nghiệm phải đối mặt với các tài sản ảnh khi còn nhỏ. Phần lớn ký ức của tôi là về việc bị các tài sản ảnh vây quanh, anh nói, đồng thời cho biết thêm rằng gia đình mình hiếm khi có một kỳ nghỉ mà không có ai đó thập thò ở bụi cây với một chiếc máy ảnh. Câu nhắc nhở mà anh luôn phải nghe là đừng nhìn vào đó. Thứ tư, Harry, tôi bị kéo hết chỗ này đến chỗ khác khi bố mẹ ly hôn. Công tước xứ Sussex nói về việc bị kéo từ nơi này sang nơi khác trong cuộc ly hôn của cha mẹ anh. Trong tập 2 của loạt phim tài liệu Harry and Meghan, Harry nói, tôi nghĩ rằng hầu hết những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn đều có nhiều điểm chung, bất kể xuất thân của bạn là gì. Bị kéo từ nơi này sang nơi khác, hoặc có thể cha mẹ bạn đang tranh giành việc chăm sóc con, hoặc bạn ở một nơi lâu hơn bạn muốn, bạn ở một nơi khác ít hơn bạn muốn. Thứ 5, Harry và Meghan gặp nhau như thế nào? Harry cho biết lần đầu tiên anh nhìn thấy Meghan trên Instagram của một người bạn. Anh nói, tôi đang lướt xem tài khoản của mình và một người bạn đã đăng video này của hai người họ. Nó giống như một Snapchat. Hình ảnh của Meghan với dáng vẻ hài hước xuất hiện. Harry nói, đó là lần đầu tiên tôi tò mò tự hỏi đó là ai. Meghan cho biết người bạn chung sau đó đã nói với cô về việc có anh chàng hoàng tử muốn gặp mặt. Cô đã đồng ý để cả hai có buổi gặp đầu tiên. Thứ 6, buổi hẹn hò đầu tiên của Harry và Meghan. Harry và Meghan nói rằng họ có cuộc hẹn đầu tiên tại 76 phố Dean và Harry đã đến muộn. Meghan cho biết cô sợ Harry có thể là một chàng trai có cái tôi cao khi khiến một người phụ nữ phải ngồi đợi. Nhưng khi anh đến, cô thay đổi cách suy nghĩ khi thấy anh thực sự xấu hổ vì đến muộn. Meghan nói trong tập đầu tiên, anh ấy rất vui vẻ và đó là điều khiến chúng tôi giống như những đứa trẻ với nhau. Buổi hẹn hò đầu tiên của cặp đôi kéo dài 1 giờ đồng hồ và họ đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Thứ 7, Meghan nhớ lại Giáng sinh đầu tiên tuyệt vời tại Sandringham với Hoàng gia và tiết lộ khoảnh khắc hài hước mà cô có với cố vương tế Philip. Trong tập thứ 3, nữ công tước xứ Sussex nói về mùa lễ hội đầu tiên của cô với Hoàng gia vào năm 2017, nhớ lại khoảnh khắc hài hước mà cô đã chia sẻ với cố vương tế Philip, vua Charles đệ tam. Tôi nhớ rất rõ Giáng sinh đầu tiên ở Sandringham.
Meghan kể, tôi gọi cho mẹ và bà ấy hỏi mọi chuyện thế nào rồi. Tôi nói, ôi trời, thật tuyệt vời. Thứ 8, Halloween với Eugenie và Jack. Harry và Meghan đã chia sẻ những bức ảnh chưa từng thấy trước đây khi họ dự tiệc với vương tôn nữ Eugenie và Jack vào dịp Halloween. Meghan đã tiết lộ cách cô và Harry mặc trang phục Halloween đi chơi trong một đêm cuối cùng trước khi mối quan hệ của cặp đôi được tiết lộ. Thứ 9, Meghan gặp nữ hoàng và học cách cúi chào. Công tước xứ Sussex đã mô tả trong tập 2 rằng lần đầu tiên Meghan gặp nữ hoàng là một cú sốc. Harry nói, bà là thành viên đầu tiên trong gia đình mà Meghan gặp mặt, cô ấy không biết tất cả các nghi thức nên hơi sốc. Meghan nói, không giống như một khoảnh khắc trọng đại nào đó, anh ấy chỉ nói rằng bây giờ em sẽ gặp bà của anh. Tôi chỉ được báo trước một lúc trước khi bà xuất hiện. Chúng tôi đang ở trong xe và chúng tôi sẽ đến Raja Lassar để ăn trưa. Và anh ấy nói, ồ, bà anh ở đây, chúng ta sẽ gặp bà sau nhà thờ. Và tôi nhớ lúc chúng tôi lái xe đến đó, anh ấy nói, em biết cách cúi chào phải không? Và tôi chỉ nghĩ đó là một lời đùa. Thứ 10, cuộc gặp đầu tiên giữa Meghan với William và Kate. Trong tập 2 của loạt phim tài liệu, nữ công tước nói, khi William và Kate đến, đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Họ đến ăn tối, tôi nhớ mình đã mặc chiếc quần jean rách và đi chân trần. Tôi là người thích ôm người khác, tôi đã không nhận ra rằng điều đó thực sự gây khó chịu cho rất nhiều người Anh. 11. Harry so sánh các tay săn ảnh đuổi theo mẹ mình với việc Meghan bị quấy rối trực tuyến. Harry so sánh các tay săn ảnh theo dõi vương phi Diana với sự quấy rối trực tuyến mà Meghan phải đối mặt. Anh nói, thật khó để nhìn thấy một người phụ nữ khác mà tôi yêu tiếp tục trải qua nỗi khổ này. Công tước xứ Sussex đã kể về việc vợ anh đã nhiều lần là mục tiêu của những kẻ công kích trên mạng xã hội, mô tả vợ mình và những người chỉ trích cô trên mạng xã hội là con mồi và tự săn. 12. Cặp đôi tuyên bố cung điện Buckingham từ chối bình luận về bộ phim. Bộ phim bắt đầu với một tuyên bố rằng đây là lần đầu tiên câu chuyện của Harry với những tư liệu chưa từng thấy trước đây. Các cuộc phỏng vấn đã kết thúc vào tháng 8 năm 2022 và các thành viên của Vương thất Anh từ chối bình luận về nội dung trong loạt bài này. 13. Meghan tuyên bố truyền thông sẽ tìm cách tiêu diệt cô dù có tốt đến đâu. Nữ công tước xứ Sussex cho rằng giới truyền thông sẽ tìm cách tiêu diệt cô bất kể cô có tốt đến đâu. Tập 2 của loạt phim tài liệu dường như liên kết cuộc trưng cầu dân Ý ở EU với một cuộc chiến văn hóa ở Vương quốc Anh vào thời điểm họ đính hôn vào năm 2017. Nói về việc báo chí đưa tin về mình, Meghan cho biết, vào thời điểm đó, tôi vẫn tin vào những gì mình được nói, đó là những lời động viên như rồi sẽ qua, rồi sẽ tốt hơn. Đó chỉ là những gì họ làm ngay từ đầu. Cả lời hứa, kết hôn rồi đừng lo, sẽ tốt hơn, khi họ quen rồi sẽ tốt hơn, tất nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng sự thật mà nói, dù tôi có cố gắng thế nào, dù tôi có giỏi đến đâu, có làm gì, họ vẫn sẽ tìm cách tiêu diệt tôi.